Ukraine phát động hơn 100 đợt tấn công và đưa cho kép trong 3 giờ đồng hồ. Lại xảy ra nổ súng trong ngày lễ tạ ơn ở Mỹ. Đảng Cộng hòa lo kinh phí xây dựng bức tường biên giới phía Nam. Mỹ cần nhắc phương án hỗ trợ Ukraine nhưng không đối đầu với Nga. Nga công khai trận địa tên lửa chống tên lửa đạn đạo trên đảo tranh chấp đe dọa Nhật Bản. Đó là những tin chính trong ngày hôm nay. Bích Trâm kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin quân sự trên kênh Thời báo sự thật. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, trong nhiều giờ đồng hồ liên tiếp, quân đội Ukraine đã tấn công vào các vị trí của Cộng hòa Nhân dân Donetsk ở khu vực Dokuchev. Theo thông tin mà AvioPro có được, lực lượng Ukraine đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công nhắm vào Dokuchev chỉ trong 3 giờ đồng hồ. Đoạn video được chia sẻ cho thấy phần nào cuộc tấn công dữ dội của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực này. Được biết đây không phải là nỗ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát thành phố lớn trên vùng lãnh thổ do Donetsk kiểm soát. Theo đại diện lực lượng dân quân Donetsk, người có biệt danh là Vimpel, tình hình hiện tại đang rất khó đoán. Dự kiến trong vài ngày tới, các tay súng ly khai có thể phải rời khu vực trên nếu quân đội Ukraine đẩy mạnh cường độ tấn công lại xảy ra nổ súng trong ngày lễ tạ ơn ở Mỹ. Cảnh sát Mỹ cho biết đã xảy ra một vụ nổ súng làm một trẻ em 5 tuổi thiệt mạng trong dịp lễ tạ ơn tại nước này. Vụ việc xảy ra hôm ngày 25 tháng 11 tại bang Minnesota. Một thiếu niên đang lúc quay video với bạn bè đã vô tình nổ súng bắn vào em bé trên. Mặc dù kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây không phải là một vụ nổ súng có chủ ý, nhưng cảnh sát vẫn bắt giữ và giam đối tượng trên tại một trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên. Hiện vẫn chưa rõ danh tính của thủ phạm cũng như nạn nhân của vụ nổ súng. Vụ nổ súng trên xảy ra cùng thời điểm với một vụ nổ súng khác, cũng là một trẻ em 5 tuổi thiệt mạng tại khu vực gần thành phố Atlanta, bang Georgia của Mỹ. Trước đó vào ngày 27 tháng 11 tại khu vực phía bắc thành phố Nashville, thủ phủ bang Tennessee của Mỹ cũng đã xảy ra một vụ nổ súng làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Bạo lực súng đạn và các vụ giết người đã gia tăng ở Mỹ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát. Năm nay số người chết do đạn được cho là sẽ còn cao hơn so với năm ngoái. Theo các số liệu thống kê do tờ Washington Post của Mỹ công bố trong 5 tháng đầu năm nay, mỗi ngày tại nước này có khoảng 54 người thiệt mạng do bạo lực súng đạn. con số này tăng so với mức trung bình 40 người chết mỗi ngày trong thời gian tương ứng của 6 năm trước đó. Đảng Cộng Hòa lo kinh phí xây dựng bức tượng biên giới phía Nam Các thành viên đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mỹ đang thúc đẩy nỗ lực nhằm đảm bảo nguồn kinh phí tài trợ xây dựng bức tượng biên giới phía Nam được đưa ra từ thời cựu Tổng thống Donald Trump, Cụ thể vào đầu tuần này, một nhóm các thành viên đảng Cộng Hòa, bao gồm các thượng nghị sĩ Mike Brown bang Indiana, Ted Cruz bang Texas, Mike Lee bang Utah, Cynthia Lummis bang Wyoming và Marco Rubio bang Florida đã đưa ra cam kết thúc đẩy nguồn kinh phí trên nhằm đảm bảo tiến độ của dự án vì cho rằng nếu dự án này bị đình trệ sẽ có thể mất nhiều năm hơn và nhiều tiền hơn để mà hoàn thành tuy nhiên không phải tất cả thành viên của đảng cộng hòa đều đồng tình với ý tưởng này khi thượng nghị sĩ Richard Shelby bang Alabama, thành viên cấp cao của đảng cộng hòa tại ủy ban chuẩn chi thượng viện cho rằng việc giữ lại khoản tài trợ này sẽ tạo ra nguồn tài chính cho các ưu tiên quan trọng khác bao gồm các hoạt động quân sự và an ninh quốc gia ông Shelby đã nhấn mạnh việc tài trợ cho lực lượng tình báo hải quân, lục quân và không quân là ưu tiên hàng đầu đối với nước mỹ theo truyền thông Mỹ, những động thái trên báo hiệu lộ trình khó khăn cho đảng Cộng Hòa trong việc thúc đẩy dự án xây dựng bức tường biên giới thông qua các cuộc đàm phán chỉ tiêu. Mỹ cân nhắc phương án hỗ trợ Ukraine nhưng không đối đầu với Nga Các nguồn tin cho biết, Mỹ đang xem xét nhiều phương án để hỗ trợ Ukraine trong phòng thủ và tránh đối đầu với Nga. Vào ngày 27 tháng 11, tờ Wall Street Journal dẫn lời các nguồn giấu tên cho biết, Mỹ đang xem xét các phương án nhằm tránh nguy cơ đối đầu với Nga trong bối cảnh Nhà Trắng quan ngại. Nga đang chuẩn bị tấn công Ukraine khi Moscow đưa lượng lớn binh sĩ và vũ khí tập trung gần biên giới với Kiev. Các nguồn tin cho hay, một trong số các phương án đang được xem xét gồm hạn chế các cuộc tập trận quân sự tại châu Âu, những hành động vốn được phía Nga coi là khiêu khích và tạm ngừng hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ tìm cách củng cố khả năng phòng vệ của Ukraine, bao gồm cung cấp cho Kiev hệ thống phòng không, một số hỗ trợ quân sự khác và ban hành các lệnh trừng phạt kinh tế mạnh hơn với Moscow. Wall Street Journal dẫn lời bà Karen John quan chức ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề châu Âu cho biết, Mỹ vẫn còn bộ công cụ gồm các loạt các lựa chọn để đối phó với tình hình căng thẳng gia tăng tại biên giới Nga-Ukraine. Thông tin từ Washington Street Journal có phần khác với thông tin đài CNN đăng tải trước đó, cho biết Mỹ đang bàn về các gói hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine trong bối cảnh Kiev công khai cảnh báo khả năng Moscow có thể tấn công Ukraine trong sớm nhất là tháng 1 tới. Các trang thiết bị, vũ khí mà chính quyền Mỹ đang cân nhắc gửi tới Ukraine bao gồm tổ hợp tên lửa chống tăng Chevlin, súng cối, các hệ thống phòng không như là tên lửa Stinger, Stinger là loại tên lửa vác vai nổi tiếng nguy hiểm nhất hành tinh của lục quân Mỹ, từng được đánh giá là ác mộng của Nga. Về phần Nga, trước các cuộc cáo buộc từ Mỹ và phương Tây, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nhiều lần phủ nhận thông tin Nga sẽ tấn công Ukraine. Ông Peskov cũng cho rằng Mỹ và NATO có hành động khiêu khích khi di chuyển khí thải quân sự và binh sĩ tới gần biên giới với Nga, cũng như cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nga công khai trận địa tên lửa chống tên lửa đạn đạo trên đảo tranh chấp đe dọa Nhật Bản. Vào ngày 26 tháng 11, Đài Russia One đã phát sóng hình ảnh quân khu miền Đông triển khai hệ thống tên lửa S-300V4 trên đảo Konisha phía Nhật, gọi là Kunashiri, trong quần đảo Kuril, Nhật, gọi là lãnh thổ phía Bắc đang tranh chấp. Điều khiến Nhật Bản rất khó chịu là đảo Kunashiri chỉ cách Hokkaido 23 km. Tầm bắn tối đa của tên lửa đánh chặn mới S300V4 được tuyên bố là 350 đến 400 km. Điều này khiến toàn bộ vùng trời Hokkaido của Nhật Bản nằm trong phạm vi đánh chặn của hệ thống S300V4. Việc quân đội Nga triển khai S300V4 tới đây rõ ràng là thách thức của Nhật Bản, đồng thời thể hiện thái độ kiên quyết không nhân nhượng của Nga đối với chủ quyền của quần đảo Kuril. Hệ thống tên lửa đất đối không S300V4 khá đặc biệt là phiên bản cải tiến mới nhất cho S300V. Tuy cũng là dòng S300 nhưng nó không phải là sản phẩm cùng lộ trình phát triển với loại S300B thường thấy và trước năm 2002 cũng không do các nhà sản xuất chịu trách nhiệm. S300 ban đầu có 3 tuyến, một là S300B được phát triển theo nhu cầu của lực lượng phòng không Liên Xô, bao gồm S300BS, S300BT S300BM và S300BMU. Sản phẩm cuối cùng của tuyến này là S400 đã phát triển. Tuyến thứ hai là phiên bản S300F của Hải quân đặt trên tàu chiến, về cơ bản đã ngừng phát triển. Tuyến thứ ba là S300V được phát triển cho nhu cầu phòng không của lục quân Liên Xô, lúc đầu do phòng thiết kế Konchevo đảm nhận đến năm 1983 do tập đoàn Antai mới thành lập. Tuyến S300B do cục thiết kế NPO Anmai và công ty Anmai phụ trách khi liên xô giải thể. Sau khi Nga hợp nhất Anmai với Antai và 46 viện nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp khác vào năm 2002 để thành lập công ty Anma Antai, S300B và S300V mới được coi là sản phẩm của cùng một nhà sản xuất. Các nhà sản xuất khác nhau, tuyến khác nhau, nghĩa là tên lửa đánh chặn, xe phóng và radar của S300V và S300P đều rất khác nhau. Vì để thích ứng với môi trường chiến đấu và nhu cầu của lục quân, toàn bộ hệ thống của S-300V ngay từ đầu là sử dụng hệ thống khung gầm bánh xích với khả năng việc giả mạnh hơn, đồng thời nhấn mạnh khả năng chống tên lửa đạn đạo, đặc biệt là đối với các loại tên lửa đạn đạo chiến thuật Lance và Pershing của NATO vào thời điểm đó, đồng thời có tính đến khả năng phòng không. Vì vậy, S-300V được trang bị hai loại đạn đánh chặn. Một là đạn đánh chặn 9M83 sớm nhất, sử dụng cấu trúc cơ động tên lửa nhiên liệu rắn 2 tầng, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và máy bay ở độ cao từ 25m cho đến 25.000m tầm bắn đối với máy bay là 75 km, đối với tên lửa đạn đạo là 40 km, xác suất đánh chặn một đối một đối với tên lửa đạn đạo chiến thuật Lance có tầm bắn từ 70 đến 120 km là 50% đến 65%. Loại còn lại là đạn đánh chặn 9M82 có cấu tạo tương tự, nhưng kích thước tầng đẩy lớn hơn, chủ yếu nhắm vào tên lửa đạn đạo và máy bay cảnh báo sớm, máy bay gây nhiễu của đối phương ở độ cao từ 1.000m đến 30.000m, tầm tấn công máy bay cỡ lớn đạt tới 100km. Đối với việc chống tên lửa, nó có khả năng đánh chặn Pershing 1A có tầm bắn 740km với xác suất đánh chặn từ 40% đến 60%. Hai loại tên lửa đánh chặn đều sử dụng dẫn đường quán tính cộng với hiệu chỉnh lệnh vô tuyến ở giai đoạn giữa và dẫn đường bằng radar bán chủ động ở giai đoạn cuối, nhưng radar phối thuộc khá phức tạp. Hệ thống S-300V được trang bị 4 loại radar. Loại thứ nhất là radar 3 tọa độ sóng cm đa hướng 9S-15M dùng để tìm kiếm cảnh giới tầm xa. Nó có khoảng cách phát hiện 240 km đối với máy bay và 115 km đối với tên lửa đạn đạo. Thứ hai là radar cảnh báo tìm kiếm mảng pha thụ động 9S19M 6cm, chủ yếu dùng để tìm kiếm mục tiêu tốc độ cao ở các phương hướng quan trọng. Nó có phạm vi phát hiện từ 75 đến 175 km đối với các tên lửa đạn đạo Pershing 1A. Bên cạnh đó cũng có thể theo dõi 16 mục tiêu cùng một lúc. Loại thứ ba là radar 9S32 dẫn đường và theo dõi mục tiêu theo từng giai đoạn thụ động sóng cm. Có nhiệm vụ chính là theo dõi mục tiêu, sau đó điều khiển phương tiện phóng để phóng đạn đánh chặn, hiệu chỉnh đạn đánh chặn ở giai đoạn giữa. Loại thứ tư là radar chiếu xạ nhỏ trên xe phóng, chịu trách nhiệm chính cho việc chiếu xạ mục tiêu và giai đoạn cuối của đạn đánh chặn. Đầu dẫn tên lửa nhận sóng radar do mục tiêu phản xạ để dẫn đường cho đạn ở giai đoạn cuối. Cấu trúc hệ thống của S300V4 vẫn sử dụng bộ tương tự của S300V, nhưng hệ thống radar chỉ huy và phóng xe đã được cải tiến và nâng cấp kỹ thuật số. Về đạn đánh trận đã được thay thế bằng hai loại là 9M83MD và 9M82MD mới. Hiệu suất cụ thể của hai đoạn này chưa được tiết lộ, nhưng được biết loại 9M82MD kích thước lớn hơn đã nâng cao khả năng chống tên lửa. Quân đội nga tuyên truyền rằng đạn tên lửa này có thể đánh chặn loại tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn 2.500 km, tốc độ đánh chặn mục tiêu đã được tăng lên Mach 13 và khoảng cách đánh chặn tối đa được tuyên bố là đạt 350 đến 400 km đối với mục tiêu như là máy bay tầm cao. Phương thức dẫn đường của đạn 9M82MD có thể cũng đã được thay đổi, thay thế bằng dẫn đường bằng radar chủ động nên xe phóng không cần radar chiếu xạ nữa. Đương nhiên, một số cơ quan truyền thông cho rằng phương pháp dẫn đường không thay đổi. Đạn 9M83MD và 9M82MD dùng chung radar chiếu xạ 9A83M2, nhưng đã có nhiều nghi vấn về hệ thống chiếu xạ bán chủ động lại được sử dụng cho khoảng cách xa như vậy. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Thời báo Sự Thật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bích Trâm xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.